giảm cân thần kỳ với 6 loại lá cây ngay trong bếp. Những loại lá cây có sẵn trong bếp mà chị em thường dùng khi nấu ăn, không ngờ lại có tác dụng giảm béo nhanh chóng. Chỉ cần kết hợp khéo léo những loại lá cây này với chế độ dinh dưỡng hợp lý, bạn có thể giảm cân hiệu quả mà chẳng cần phải tốn một giọt mồ hôi. Một là lá ổi. Quả ổi từ lâu đã được biết đến như một loại hoa quả có tác dụng giảm béo. Kỳ diệu nhờ chứa thành phần giàu chất xơ nhưng lại ít năng lượng. Ngày nay các nhà khoa học đã tìm ra, không chỉ quả mà lá ổi cũng hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, bằng quá trình ngăn chặn các tinh bột phức tạp chuyển đổi thành các loại đường. Ngoài ra lá ổi còn là bài thuốc quý trong điều trị mụn trứng cá và các vết thâm nhờ chứa một chất khử trùng, đủ khả năng tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn gây mụn. Cách làm cực đơn giản. Bạn có thể xắt nhỏ lá ổi phơi khô, pha thành dạng trà và uống hàng ngày cách bữa ăn, từ 1 đến 2 giờ đồng hồ để kiểm soát cân nặng và tốt cho sức khỏe nữa nhé. Hai là lá rau lang phòng chống béo phì. Rau khoai lang là một loại rau dân dã dễ tìm. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thường xuyên ăn rau khoai lang giúp bạn ngăn ngừa béo phì và giảm cân hiệu quả. Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng rau khoai lang có tác dụng giảm cân kỳ diệu và nhanh hơn củ khoai lang gấp nhiều lần. Cụ thể trong lá khoai lang có chứa vitamin B6 nhiều gấp 3 lần củ, vitamin C cao gấp 5 lần, vibovamin cao gấp 10 lần. Bạn chỉ cần ăn rau và củ khoai lang luộc thường xuyên, hàng ngày giảm 1/2 lượng gạo mỗi bữa, đều đặn như vậy trong 2 tháng cân nặng của bạn sẽ bị hao hụt đáng kể. Rau khoai lang còn rất tốt cho phụ nữ mang thai ốm nghén, ăn uống không ngon miệng hay có các vấn đề về tiêu hóa. 3 là rau ngót. Với người bình thường và nhất là chị em sau sinh, rau ngót có tác dụng không ngờ trong kiểm soát cân nặng. Trong lá rau ngót có chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ cao gấp nhiều lần so với cam và ổi. Lượng đạm thực vật cao, ít chất béo. Điều này giúp rau ngót giảm cân hiệu quả và hoàn toàn có lợi cho sức khỏe. Kiên trì kết hợp rau ngót trong bữa ăn hàng ngày, bạn có thể giảm nhanh 6-8kg trong vòng 50 ngày. 4 là lá sen. Các bộ phận của cây sen từ lâu đã được dân gian bài chế thành những vị thuốc mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Ngày nay lá sen đã được người thừa cân, béo phì phát hiện ra công dụng giảm béo, loại bỏ lớp mỡ thừa hiệu quả, giúp họ nhanh chóng lấy lại vóc dáng như mong ước. Lá sen giảm cân được là nhờ vào thành phần chứa chất xơ và vitamin, làm giảm lượng cholesterol nhanh chóng, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa dưới da. Cách giảm béo bằng lá sen cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần dùng 10g lá sen pha chế thành trà, uống mỗi ngày liên tục trong 3 tháng có tác dụng giảm béo khá tốt. 5 là lá bạc hà. Lá bạc hà có vị cay, vừa có tác dụng chữa bệnh, vừa có tác dụng làm đẹp, lại giúp chị em giảm cân hiệu quả và nhanh chóng. Lá bạc hà tiết ra hương vị cay mát, làm giảm khả năng thèm ăn của các cơ quan khứu giác và vị giác. Trong thành phần của nó có chứa rất nhiều vitamin A, C, mangan, chất xơ, sắt, vitamin B2, kali, canxi, phốt pho, axit oxalic giúp bạn tỉnh táo, tránh mệt mỏi, làm tăng cảm giác no lâu của dạ dày. 6 là lá ngải cứu. Không chỉ được y học cổ truyền tin dùng vào nhiều bài thuốc chữa bệnh, gần đây ngải cứu còn được các nhà khoa học nghiên cứu và biết đến công dụng giảm béo, làm đẹp không ngờ cho phụ nữ. Trong thành phần lá ngải cứu có chứa những chất giúp phân giải cholesterol rất tốt, giúp đào thải nhanh lượng chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể, chất thu dôn tiết ra. Trong quá trình chế biến lá ngải cứu còn giúp bạn giữ được tinh thần tỉnh táo, giảm xì chét nhanh chóng. Tinh dầu kích thích các lỗ chân lông tiết mồ hôi, từ đó chất béo được điều tiết ra ngoài, hỗ trợ giảm béo hiệu quả. Bạn có thể đun lá ngải cứu thành nước uống hàng ngày nếu thích vị đắng, thanh mát của trà ngải cứu, hoặc có thể kết hợp nó với các loại rau củ quả khác để tăng hiệu quả giảm cân.
Ngoài ra chỉ nên ăn một lượng nhỏ lá ngải cứu mỗi ngày để tránh cho dạ dày bị chướng hơi, đầy bụng. 7 là 6 là lá trà xanh. Trong lá trà xanh chứa nhiều loại vitamin như B1, B2, A. Caffeine thúc đẩy quá trình tiêu hóa và phân giải mỡ thừa nhanh hơn. Hàm lượng vitamin C cao gấp 4 đến 5 lần cam, chanh. Bưởi còn giúp lá trà xanh giảm béo hiệu quả. Một chế độ tập luyện khoa học, một khẩu phần ăn hợp lý kết hợp với việc uống trà xanh mỗi ngày sẽ giúp người thừa cân, béo phì bỏ túi được cách giảm béo hiệu quả. Hey,